Dạ vâng, chào mừng toàn thể các bác đã quay trở lại kênh YouTube của Mạnh Hùng Audio với video tiếp theo bán dàn khủng trong buổi chiều của ngày 3 tháng 11 năm 2020. Vâng, vào buổi chiều ngày hôm nay rất hân hạnh cửa hàng điện tử Mạnh Hùng lại được đón anh Lực. Anh về với cửa hàng từ Cẩm Văn, Cẩm Giàng, thành phố Hải Dương với bộ dàn Pioler thuộc dòng Đại Tướng được anh lựa chọn, đó là Pioler X950. Vâng, với những dòng này công suất của nó khá là khủng các bác nhé, bát 27 và 260W, một cặp loa có khủng quang giải mã các thớt cao bằng loa rất là tuyệt vời ạ. Vâng, với những dòng dàn này cả ngoài chơi và các bác trưng bày cũng rất là đẹp luôn, xin bắt tay và cảm ơn anh Lực rất là nhiều. Về với cửa hàng điện tử Mạnh Hùng rất nhanh anh đã lựa chọn bộ dàn rất là tuyệt vời. Vâng, hàng trên rất là đẹp cho nên là anh cũng không phải chọn nhiều, với những bộ dàn rất là tuyệt vời như thế này, Pioler X950. Và mọi nhu cầu thì các bác cứ liên hệ với em qua hai số điện thoại, đó là một số 0979086225 và tiếp theo một số nữa là 0936784225. Địa chỉ cửa hàng điện tử Mạnh Hùng tại ngã ba Bưu Điện, Cầu Giàm, xã Tân Hương, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương. Và cảm ơn đoàn khách từ Cẩm Văn, Cẩm Giàng, Hải Dương rất là nhiều. Các bác về cửa hàng điện tử Mạnh Hùng và chọn bộ dàn rất là khủng. Xin cảm ơn hai bác. Vâng, bắt tay bác đi nhỉ. Vâng, tổ tư vấn rất là tuyệt vời. Vâng, bác tư vấn cho anh được bộ dàn Pioler X950 rất là khủng trên cửa hàng. Mọi nhu cầu về mua sắm thì các bác cứ liên hệ với em qua hai số điện thoại, đó là một số 0979086225 và tiếp theo một số nữa là 0936784225. Địa chỉ cửa hàng điện tử Mạnh Hùng đối diện cửa Bưu Điện Cầu Giàm, xã Tân Hương, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương. Và trên cửa hàng điện tử Mạnh Hùng ngoài bộ dàn Pioler khủng này đóng đi cho anh Lực trong buổi chiều ngày hôm nay mùng 3 tháng 11 thì còn rất là nhiều các model dàn âm thanh từ những dòng rất là cao cấp đến bình dân đều có đủ để phục vụ các bác. Và như các bác quan sát dàn âm thanh vẫn một rừng luôn, thoải mái các bác liên hệ đặt mua từ những bộ rất là bình dân đến những bộ cao cấp trên cửa hàng điện tử Mạnh Hùng đều có để phục vụ các bác. Và các dòng đờ lông các bác đã quan sát được luôn, đây là đờ lông MG55DV, dòng này chạy đĩa DVD và giải mã Otica, giải mã ra một thiết bị khác được luôn. Tiếp theo sang bên này là các dòng Yamaha LS99 và dòng dàn độc đáo các bác nhé, Yamaha LS99, dòng này của nó là hơn 8 triệu đồng, 6 thớt cả đĩa than. Tiếp theo sang bên kia là những bộ sinh viên nữa, hơn 2 triệu đồng, Pala PM77MD. Và Pioler thì trên cửa hàng điện tử Mạnh Hùng còn rất là nhiều các dòng Pioler như X750. Pioler ngay đằng sau đây cũng bát 27 rất là khủng, 4 loa tà trên một thùng và 8 loa trên hai thùng, các bác đã quan sát được luôn. Đây là Pioler Z510 và điện 220, dòng này hơn 7 triệu thôi. Tiếp theo nữa là các dòng Pioler khủng nữa, Pioler X720 320W cặp loa, dòng loa Pro các bác nhé, mà carbon xương đúc và chỉnh bass chép trực tiếp và trên âm ly đánh hai cầu A cộng B, Pioler X720. Ngoài ra các dòng Sony MD919 đủ tem cờ như box shop này có rất là nhiều các dòng dàn chung cao cấp như box shop luôn, Sony MD919. Sang bên này là các dòng những bộ MD919 đẹp xuất sắc, nó có giá 11.500.000 các bác nhé. Các dòng MD77 trong tầm 6 triệu thôi, Sansui X77 cho hơn 5 triệu. Các dòng Sony MD308 hơn 9 triệu, Kenwood F9 của nó sẽ là hơn 5 triệu. Sony E80X hơn 3 triệu và rất là nhiều các dòng Kenwood 5G, Sony V725, Panasonic DL7, Victor G7 và tiếp theo các dòng Kenwood A85 và tiếp theo là A68, hai loa lóc có nhiều, A97 là S99 một rừng luôn. Vào ngày hôm nay cửa hàng điện tử Mạnh Hùng rất vui được chào đón rất là nhiều các đoàn khách từ các tỉnh xa về với cửa hàng điện tử Mạnh Hùng. Ngoài ra cửa hàng điện tử Mạnh Hùng còn phối ghép rất là nhiều các bộ vừa nghe nhạc vừa hát karaoke, các dòng loa hát karaoke có nhiều, các bác sẽ sử dụng cục đẩy phối ghép vang số, vang cơ, lọc xì, lấp tiếng. Dàn âm thanh vẫn cập nhật trên cửa hàng điện tử Mạnh Hùng thường xuyên và liên tục rất là nhiều. Một rừng dàn âm thanh tranh thủ em sẽ bóc rỡ và giới thiệu với các bác ở các video clip sau. Thoải mái các bác liên hệ đặt mua luôn. Các bác chú ý nhắn tin qua hai số điện thoại có Zalo hoặc tìm về địa chỉ cửa hàng điện tử Mạnh Hùng đối diện cửa Bưu Điện Cầu Giàm, xã Tân Hương, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương. Và xin cảm ơn đoàn khách từ Cẩm Văn, Cẩm Cố, Cẩm Giàng, thành phố Hải Dương. Thành phố Hải Dương, cảm ơn các bác nhé. Ok, xin cảm ơn các bác. Và bác nào mà còn nhu cầu tiếp tục tìm về địa chỉ cửa hàng điện tử Mạnh Hùng
đối diện cửa huyện Cầu Giàm, xã Tân Hương, huyện Ninh Giang. Vâng, ok, xin cảm ơn anh Nhật nha. Vâng, các bác chú ý một chút thôi, địa chỉ nhà em nhìn thẳng ra là đối diện với cửa bưu điện Cầu Giàm, xã Tân Hương, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương. Các bác chú ý đi hướng quốc lộ 37, thành phố Hải Dương và Ninh Giang trên quốc lộ 37. Các bác đi qua Cầu Giàm 200m, dừng lại ở cửa bưu điện Cầu Giàm, ở đó có 3 trụ sở chính rất là to: Ngân hàng Agribank, Cổng trường Trung học Phổ thông Phúc Cửa Dụ và ngã ba bưu điện. Vâng, các bác dừng lại ở cửa bưu điện là em đã nhìn thấy các bác rồi. Các đoàn khách ở xa và các bác chú ý nhắn tin qua hai số điện thoại có Zalo, đó là một số 0979086225 và tiếp theo một số nữa là 0936784225. Vâng, hai số điện thoại này em sẽ tư vấn cho các bác qua Zalo, có rất là nhiều combo đen dàn âm thanh đẹp để các bác lựa chọn. Vâng, các bác chú ý dàn rất là nhiều, các bác nhé, cập nhật trên cửa hàng điện tử Mạnh Hùng thường xuyên và liên tục, cho nên là tha hồ các bác về cửa hàng điện tử Mạnh Hùng chọn mua. Vâng, ở video clip này em vẫn còn khách cho nên là em cũng dừng máy sớm thôi. Các bác nhắn tin vào Zalo, ở video clip sau em sẽ giới thiệu với các bác kỹ hơn rất là nhiều các model dàn âm thanh có mặt trên cửa hàng. Vâng, ok, xin cảm ơn và chào tạm biệt tất cả các bác. Xin hẹn gặp lại các bác ở các video clip gần nhất.